Xin chào các bạn. Hôm nay Lucasa xin giới thiệu một máy xay đa năng của Asanzo, công nghệ Nhật Bản, sản xuất Việt Nam. Model là BF400S, công suất 450 lít, bao bì rất là đẹp, có hai tay sắt giống như kiểu giỏ quà, giống như kiểu sắt quà á. Và bây giờ chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra. Rất nhiều miếng lót bảo vệ. Đây là cối sinh tố bằng thủy tinh, dung tích 1.2 lít. Đây là các cối xay, đây là cối xay thịt. Sản phẩm được bọc bằng các ni lông rất là kỹ. Đây, trong đây chúng ta có thêm một cái ly, hay một cái cối xay, xì tiêu. Và bộ sản phẩm gồm có thân máy, cối xay sinh tố, cối xay tiêu và cối xay thịt. Chúng ta có cái lắp đậy cho cối xay sinh tố. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi chi tiết hơn về... Chúng ta có hai cái tay để khóa. Bộ vệ sinh. Chúng ta sẽ cắm điện thử coi. Máy có hai chức năng và một chức năng nhồi. Đây là không có tắt. Chế độ 1, chế độ 2. Đây là chế độ nhồi. À, bây giờ chúng ta test thử cối xay tiêu đi. Rồi, chọn chức năng 1. Máy đang chạy rất là khỏe. Chức năng 2. Tiêu và chúng ta chúng ta cối xay thịt. Rồi chúng ta chuyển qua cối xay sinh tố.
cả ba khối đều hoạt động tốt. Chúng ta có một cái chức năng S. Đây là chức năng S. Rồi. Chúng ta cho cái này vào đây. Khóa lại. Chúng ta có thể chúng ta cho trái cây hoa quả vào lỗ trên đây để chúng ta ép. Chúng ta cho đây, chúng ta nhét vào đây. Rồi chúng ta bật. Đó. Khi máy chạy thì nước ép sẽ chảy ra đây. Chúng ta có chỗ hứng để nước ép thôi. Sinh. Chúng ta có một cái máy xay ép đa năng Asanzo BF400S vừa có thể ép được, vừa có thể xay ép này, chúng ta có xay này, sinh tố này, xay thịt này và xay khô. Rồi chúng ta nhìn chi tiết hết bộ sản phẩm. Khi tháo lắp chúng ta lưu ý tháo lắp như sau. Chúng ta có hai cái ghế bảo vệ bật mạnh nó ra. Rồi chúng ta đưa ra từng phần ra. Rồi 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 bỏ hết ra. Khi chúng ta bỏ hết ra như thế vậy rồi, chúng ta mới có thể dùng được các chức năng xay. Xay chúng ta bỏ hết các cái phụ kiện ép vào, chúng ta sẽ xay được. Rồi, toàn bộ sản phẩm. Đây. Một chiếc máy rất nhiều những tính năng hữu dụng. Chức năng ép, xay sinh tố, xay thịt, xay khô. Thương hiệu Asanzo của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam. Model máy xay ép đa năng BF400S, công suất 450W. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại những video lần sau. Xin chào.